Chào bạn, hôm nay mình nhận được một đơn hàng trên Shopee, nhưng mà cái đơn hàng này, cái mã đơn hàng mình thấy không có trùng hợp với cái của mình, nhưng mà thông tin sản phẩm này đúng nên mình cứ nhận đại ha. Giờ mình khui ra các bạn xem ha. Đây, còn cứng nha. Bây giờ cứng quá. Chỗ này phải cắt rồi chứ không có lột thường được. Giờ mình kéo ra coi có đúng với đơn hàng mua không. Không còn thấy rõ ha. Ôi, kỹ khá, gói cũng khá kỹ càng á. Đây là cái đồng hồ. Đồng hồ như nói chung là có hàng, đồng hồ có. Đây một cái mạch, không biết mạch tăng áp hạ áp gì đây. Còn nói chung có một cái mạch ha, cũng khá bự. Đây cái mặt nữa là hai mặt ha. Đây mặt hai mặt. Rồi. Còn đây một cái mặt loa nữa, ba mặt. Không có một cái hướng dẫn gì hết các bạn. Hoàn toàn ha. Đây đơn hàng này gồm có một cái trời ơi, cái mặt sạc pin. Sạc pin mà không ngờ nó nhỏ tí 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 nè. Xíu xíu. Nói chung là cái này chắc cái mạch này giống như mạch điện thoại á, nó ghép bên ngón tay nè, bạn thấy không? IG và trời ơi, mạch 1S gì mà rí à. Mạch bảo vệ pin sạc Li-ion 1S, 3S, 4S, 3A vậy nè. 1S 3,7V, 3A, mạch này mạch 3A nha. À, mạch bảo vệ ha. Không biết đấu kiểu gì vậy trời, chưa biết luôn. Tự kiểm tra rồi đã có rồi. Mô đun chuyển đổi nguồn 9A, chuyển đổi nguồn 9A, không biết cái nào, hai cái này cái nào đây không biết, không rõ, mình cũng chưa phân biệt được ha. Chuyển đổi nguồn chưa rõ là có, nói chung là có hai cái, một cái là chuyển đổi nguồn, cái là mạch này là 150W hạ áp, một cái hạ áp, một cái tăng áp nha, và một cái mạch loa, em một mạch loa 30W nha, 30 × 3 nha, hai kênh 826V ha. Rồi nói chung hàng là đủ, còn kiểm tra nó hoạt động hay không thì mình phải test mình mới biết được ha. Rồi thì chào.